Hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau. Hôm trước ở cái phần sóng cơ, thầy đã nói các em về vấn đề phương trình sóng, những bài toán về cách viết phương trình, tính ly độ tại một thời điểm t nào đó, cũng như các bài toán về vận tốc, về chu kỳ, về bước sóng trong quá trình truyền qua một số các đề thi của các năm gần. Hôm nay cũng vấn đề sóng cơ, tiếp tục chúng ta trao đổi nhau vấn đề sóng dừng. Vấn đề sóng dừng, trước tiên mấy em phải biết, để có sóng dừng thì chúng ta có hai vấn đề: hoặc trên sợi dây đó là hai đầu dây cố định, khi đó chiều dài của dây phải thỏa điều kiện bằng một số nguyên lần nửa bước sóng, hay bằng số nguyên lần nửa bước sóng. Trong trường hợp thứ hai, sợi dây mình một đầu cố định, một đầu tự do, thì chiều dài của dây phải thỏa điều kiện 2k cộng 1, lambda trên 4. Đấy, mấy em chú ý chỗ này. Trong trường hợp hai đầu dây cố định thì chiều dài dây phải thỏa là một số nguyên lần nửa bước sóng. Còn trong trường hợp một đầu cố định, một đầu tự do, thì chiều dài của dây phải bằng 2k cộng 1, lambda trên 4. Giữa hai nút sóng hoặc giữa hai bụng sóng bất kỳ, khoảng cách của nó được tính bởi công thức k lambda trên 2. Giữa một nút sóng và bụng bất kỳ, công thức là 2k cộng 1, lambda trên 4. Đây là các cái công thức mà em chú ý về phần sóng dừng khi chúng ta làm bài tập về sóng dừng. Một là điều kiện để có sóng dừng trên dây trong trường hợp hai đầu dây cố định, hoặc một đầu cố định, một đầu tự do. Đồng thời nhớ lại khoảng cách giữa hai nút, hai bụng bất kỳ, hoặc giữa nút và bụng. Thì đi qua một số bài tập trắc nghiệm về vấn đề này. Cho dây đàn hồi AB dài 1,3 m, đầu A cố định, đầu B tự do. Khi âm thoa dao động với tần số 50 Hz, trên dây có sóng dừng. Quan sát trên dây có 7 điểm không dao động, kể cả A. Tốc độ truyền sóng trên dây là 26, 15, 20 hay 10 mét trên dây. Dây AB đầu cố định, đầu tự do, mà trên dây có 7 điểm không dao động, cho nên chiều dài của dây phải thỏa điều kiện 13 lambda trên 4. 7 điểm không dao động tức là 7 nút, đúng không? 7 nút thì 6 bón, giữa 7 nút phải 6 bón, tức là 6 lambda trên 2. Trên trong trường hợp này thì có k bằng 6 nữa. 2k cộng 1 là 13 lambda trên 4. Từ chiều dài của dây 1,3 m, ta có được bước sóng có độ lớn là 0,4 m. Có thể nói là cái ý chỗ này, để cho dây AB chúng ta một đầu cố định, một đầu tự do, trên dây có 7 điểm không dao động, có nghĩa là phải 6 nút, mà 6 nút tức là 6 lambda trên 2. K trong trường hợp này của chúng ta bằng 6, bằng 2K cộng 1 chính là 13, 13 lambda trên 4. Từ chiều dài của dây, từ điều kiện ở một trường hợp cố định và trường hợp tự do, 2K cộng 1 lambda trên 4, các em tìm ra được giá trị của lambda tương ứng 0,4 m. Đấy, chú ý bài tập này. Có được bước sóng rồi thì vận tốc truyền của chúng ta được dùng công thức lambda nhân tần số, hoặc lambda trên chu kỳ. Ở đây đề cho tần số, vì vậy thầy sử dụng công thức vận tốc bằng tích giữa bước sóng và tần số bằng 20 m trên dây. Vậy trong bốn đáp án đó chính là đáp án C. Tôi
qua bài tập số 2. Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là một đầu nút. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m trên dây. Người ta hỏi, kể cả A và B trên dây có trường hợp A 3 nút 2 bụng, hay 7 nút 6 bụng, hay 9 nút 8 bụng, hay 5 nút 4 bụng. Đây là nội dung của cái đề thi đại học 2010 năm vừa rồi. Cho chiều dài dây, trường hợp này đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa, nhưng vẫn được xem là một đầu nút. Mấy em chú ý cái dữ kiện này, A vẫn được xem là một đầu nút. Tần số cho biết rồi, tốc độ cho biết rồi, hỏi số nút, số bụng. Mấy em xem bài giải. Trước tiên ta có bước sóng được tính bởi công thức vận tốc trên tần số 50cm. Vì đầu B cố định, đầu A xem như nút, cho nên trường hợp này thì xem như trường hợp hai đầu cố định. Để có sóng dừng thì chiều dài của dây phải bằng một số nguyên lần lượt bước sóng. K lambda trên 2 bằng 100cm. Lambda ta biết là 50cm, ta vừa mới tính được. Các em thay thông số vào, ta sẽ có K bằng 4. 4 bó sóng tức là 4 bụng. 4 bụng thì 5 nút. Rất đơn giản, phải không em? Đấy, đơn giản nếu như các em thuộc được các cái công thức điều kiện để có sóng dừng. Vậy trong 4 đáp án đó chính là đáp án D, 5 nút 4 bụng. Thì đi qua cái nội dung kế tiếp của phần sóng cơ, và nội dung này rất quan trọng, đó là phần giao thoa sóng cơ. Tóm về giao thoa rất quan trọng, mấy em chú ý. Khó trong phần sóng cơ là phần đặc biệt khó. Thầy tóm tắt lại về phần giao thoa sóng cơ ở các cái trường hợp đặc biệt như thế này. Khi hai nguồn kết hợp, hai nguồn tạo ra giao thoa sóng kết hợp mà cùng pha, thì vị trí điểm M cực đại, hiệu đường đi từ đó đến hai nguồn phải thỏa công thức một số nguyên lần bước sóng. Nếu điểm M là điểm dao động cực tiểu, thì khoảng cách từ M tới hai nguồn phải thỏa công thức một số bán nguyên lần bước sóng. Để tìm được số điểm dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm MN trong trường giao thoa, thì trước tiên mấy em tính khoảng cách từ M tới hai nguồn, khoảng cách từ N tới hai nguồn, thì giả sử DM bé hơn DN, tức là khoảng cách từ M tới hai nguồn bé hơn khoảng cách từ N tới hai nguồn, thì số giá trị K nguyên mà thỏa cái bất đẳng thức DM bé hơn K lambda bé hơn DN chính là số điểm cực đại giữa hai điểm MN cần xét. Và mấy em chú ý cái kiến thức này, cách tìm số điểm dao động với biên độ cực đại giữa hai điểm MN bất kỳ trong trường giao thoa, thì trước tiên mấy em tính khoảng cách từ M tới hai nguồn, tính khoảng cách từ N tới hai nguồn. Giả sử khoảng cách từ M đến hai nguồn bé hơn khoảng cách từ N, thì bất đẳng thức DM bé K lambda bé DN, giải bất đẳng thức đó với trường hợp K là số nguyên, bao nhiêu trị của K thì có bấy nhiêu điểm cực đại. Tương tự, thì số điểm dao động với biên độ cực tiểu sẽ thỏa điều kiện K cộng 1 phần 2 lambda lớn hơn DM, bé hơn DN. Nếu xét luôn cả MN, thì chúng ta sẽ có DM bé hơn bằng, và tương tự K cộng 1 phần 2 lambda bé hơn bằng DN. Đó, trên là các cái công thức, thì rút lại cho các em cách tìm số điểm dao động cực đại, cách tìm số điểm dao động cực tiểu khi hai nguồn kết hợp cùng pha giữa hai điểm MN bất kỳ
trong trường giao thoa. Và em chú ý, khi hai nguồn kết hợp ngược pha thì các công thức tìm vị trí các điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trong trường hợp cùng pha lại được tính ngược lại bên trường hợp cùng pha. Để chú ý, công thức tính cực đại bên trường hợp cùng pha lại là công thức tính cực tiểu bên trường hợp ngược pha và ngược lại, cũng như công thức xác định số điểm cực đại, số điểm cực tiểu giữa hai điểm MN bất kỳ trong trường giao thoa trong trường hợp ngược pha sẽ được tính ngược lại như trong trường hợp cùng pha. Các em chú ý để dễ nhớ, có một sự liên tưởng cho dễ nhớ. Tôi qua bài tập trắc nghiệm số 2, bài tập trắc nghiệm số 1 của cái phần này. Khi hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 8 cm, dao động cùng pha cùng tần số 40 Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt nước 80 cm/giây, hỏi số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1, S2 7, 9, 8 hay 14. Đầu tiên các em đi tìm bước sóng từ công thức vận tốc nhân chu kỳ hoặc vận tốc trên tần số. Ta có vận tốc là 80, ta có tần số là 40 Hz. Vậy dễ dàng có được giá trị của bước sóng 2 cm. Từ đó, vì hai nguồn cùng pha và điểm cực đại nên số điểm dao động cực đại sẽ là thỏa cái điều kiện này, 2K. 2 đây chính là lambda, đúng không? K lambda bé hơn bằng S1, S2 và lớn hơn bằng trừ S1, S2. Ở đây thầy thay thông số vào trực tiếp. 8 lớn bằng 2K, lớn bằng trừ 8. Ta rút ra K nằm giữa 4 và trừ 4. Tức là K chúng ta có tất cả 9 giá trị. Mà 9 giá trị có nghĩa là ta sẽ có 9 điểm cực đại trên đoạn S1, S2. Vậy đó chính là đáp án B. Thì trò mình qua cái bài tập trắc nghiệm số 2. Hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 48 cm, dao động với phương trình lần lượt là 2 cos 100 pt và 2 cos 100 pt cộng bi, có nghĩa là bấy giờ chúng ngược pha nhau. Tốc độ truyền sóng là 2 m/giây, hỏi số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn S1, S2 là 25, 24, 21 hay 23 điểm. Đây là bài toán tìm số điểm dao động cực tiểu trong trường hợp hai nguồn ngược pha. Cũng vậy, trước tiên mấy em phải tính bước sóng. Ở đây chúng ta có biểu thức sóng, tức là từ biểu thức sóng ta có được cái omega 100 b, ta có được vận tốc. Thì sử dụng công thức trực tiếp, lambda bằng 2BV trên lambda, 2BV trên omega, thay thông số vào, ta có được bước sóng bằng 4 cm. Ở đây thay đổi 2m là 200 cm đó. Các em sẽ tính ra được giá trị của bước sóng 4 cm. Có được bước sóng rồi, vậy số điểm dao động cực tiểu sẽ thỏa bất định thức K lambda lớn hơn bằng trừ S1, S2, bé hơn bằng S1, S2. Chính là công thức xác định số cực đại trong trường hợp hai nguồn cùng pha đó nha. Ở đây hai nguồn ngược pha, cho nên ngược lại, công thức xác định số điểm cực đại chính là công thức xác định số điểm cực tiểu trong trường hợp ngược pha. Thầy nhắc lại kiến thức một lần nữa. Ta thay các giá trị vào, ta sẽ có được cái mì giá trị của K nằm giữa trừ 12 và 2. Vậy thì có tất cả 25 giá trị K nguyên tính từ trừ 12 tới 12, hay có 25 điểm cực đại giữa S1, S2 trong 4 đáp án đã cho, đó chính là đáp án A. Ta đi qua tiếp một ví dụ trắc nghiệm số 3. Cho hai nguồn kết hợp AB cách nhau 20 cm, dao động với phương trình lần lượt là 2 cos 40 pt
và hai cốt 40 bt cộng pin. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/giây. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng, hỏi số điểm cực đại dao động với biên độ cực đại trên đoạn BE là bao nhiêu. Đây là nội dung của đề thi đại học 2010 19, 18, 20 hay 17 điểm. Xét số điểm dao động trên đoạn BM. Thì tóm tắt bằng cái hình vẽ thế này: hai nguồn sóng của mình là AB, MN trên mặt thoáng chất lỏng tạm với AB thành một hình vuông AMNB. Hỏi số điểm cực đại trên đoạn BM. Trên hình vẽ mình đó là đường chéo với hình vuông AMNB. Thì cũng vậy, các em tính khoảng cách từ M tới 2 nguồn và khoảng cách từ B tới 2 nguồn. MB trừ MA. BM là đường chéo với hình vuông, cho nên độ dài chúng bằng cạnh hình vuông nhân căn 2, 20 căn 2, trừ cho MA 20. Tương tự, khoảng cách từ B tới 2 nguồn thì gọi là DB, bằng BB trừ BA. BB bằng 0 trừ BA tức trừ 20. Ta có DM lớn hơn DB. Vì vậy, hai nguồn lại ngược pha nữa, cho nên số điểm cực đại sẽ được tính bởi công thức K cộng 1 phần 2 lambda lớn hơn bằng DB và bé hơn bằng DM. Bạn chú ý, đây là công thức xác định cực tiểu trong cùng pha, lại dùng để xác định cực đại trong ngược pha. Trong đó lambda được tính bởi công thức 2πv trên omega được 1,5 cm. Từ đó mấy em sẽ rút ra được cái mean giá trị của K từ trừ 13,8 đến 5,02, mà K là phần tử nguyên, số nguyên, cho nên K được tính từ trừ 13 đến 5. Vậy có tất cả 19 giá trị của K. Từ trừ 13 tới 0 là 14 giá trị, từ 1 tới 5, 5 giá trị nữa. Tổng cộng ta có 19 giá trị K nguyên, hay có 19 điểm dao động cực đại trên đoạn BM. Vì vậy, trong 4 đáp án đã cho, đó chính là đáp án A. Đấy, qua cái đề thi đại học này mấy em thấy toán giao thoa, bài toán này năm vừa rồi rất nhiều học sinh đánh sai, rất nhiều học sinh đánh sai câu này. Đối với học sinh phổ thông, đây là một bài tập lạ, đây là một bài tập lạ, bởi vì sự vận dụng cái kiến thức các em học trong giáo khoa đến những cái vấn đề kiến thức trong bài tập được rút ra tổng hợp lại như một công thức. Đối với các em phổ thông, đây là một cái bài tập hơi lạ. Vì vậy, năm vừa rồi rất nhiều em đánh sai câu hỏi này. Thì mong các em ghi kỹ lại các công thức, các trường hợp và cái điều kiện, xem như là cái công thức từ sách giáo khoa. Thì mong các em thu hút được những kết quả tốt, cố gắng. Hôm sau phần này thầy sẽ trình bày lại và tóm tắt lại ở một số dạng bài tập phát triển hơn. Thì mong các em ôn kỹ những ví dụ mà thầy đã vừa ôn. Bây giờ thầy trò chúng ta bước qua cái phần thứ hai của chương trình, đó là phần thầy trả lời giải đáp của các em qua quét và qua đảo. Thầy xin mời câu hỏi thứ nhất. Em có một câu hỏi muốn hỏi chương trình là một con lắc lò xo nằm ngang có khối lượng là 250 g, khi ly độ x bằng 10 cm thì ép đàn hồi bằng 4 N, hỏi chu kỳ của con lắc bằng bao nhiêu. Thầy tóm tắt lại cái câu hỏi của em như sau. Đây là bài toán về dao động cơ con lắc lò xo nằm trên mặt phẳng ngang. Vật nặng treo vào lò xo có khối lượng là 250 g.
Khi vật ở ly độ x là 10 cm thì lực đàn hồi tương ứng là 4 N. Hỏi chu kỳ. Trong trường hợp con lắc lò xo mà chuyển động ngang, thầy có một điều lưu ý các em. Đó là lực đàn hồi chính là lực phục hồi, đúng không? Tại vị trí cân bằng là lò xo không co không giãn ở chiều dài tự nhiên của nó. Vì vậy lực đàn hồi chính bằng Kx. Chính bằng Kx. Thầy nhắc lại, trong trường hợp con lắc lò xo trên mặt phẳng ngang, lực đàn hồi chính là lực hồi phục. Chính là lực hồi phục được tính bởi công thức Kx. Từ đây các em đã tìm ra được giá trị của K theo lực đàn hồi và ly độ x 10 cm ta đổi về 0.1. Trong đơn vị lực mang chú ý chiều dài bao giờ mang cũng chuyển về đơn vị mét, khối lượng mang phải chuyển về đơn vị ký. Khi đó lực của chúng ta mới có đơn vị là Newton. Vậy thì độ cứng K của mình 40 N/m. Có độ cứng K, có khối lượng M. Vậy thì ta dễ dàng tính được chu kỳ bởi công thức 2π căn M trên K. Câu phép 25 trên 40. 0.25 là 0.5 thì nhân ra ngoài. 4 đem ra ngoài thì coi là 2. Ở trong còn là 10. Mà căn của 10 thì xem như là pi. Vậy thì chúng ta bằng 0.5 giây. Đó là đáp án của bài toán trên mà em vừa hỏi. Ở bài toán này có một điều thì lưu ý các em. Đó là trong trường hợp con lắc lò xo chuyển động trên mặt phẳng ngang thì lực đàn hồi chính là lực hồi phục được tính bởi công thức Kx. Và tại vị trí cân bằng lò xo không co không giãn bằng chính độ dài tự nhiên của lò xo. Ở bài tập này các em chỉ cần nhớ công thức tính chu kỳ và chú ý rằng lực đàn hồi trong trường hợp này chính là lực hồi phục. Từ công thức lực đàn hồi tính theo lực hồi phục ta tìm ra được độ cứng K, có được cột cứng K, có được khối lượng vật, ta tìm được chu kỳ. Rất cảm ơn phần giải đáp vừa rồi của thầy. Nhưng mà thầy ơi, chúng ta vẫn còn những câu hỏi được gửi về trang web HTV4 đấy thầy ạ. Và bây giờ em xin phép được đọc nội dung. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A. Trong quá trình dao động, chiều dài lớn nhất và nhỏ nhất của lò xo là 34 cm và 20 cm. Tỷ số lực đàn hồi lớn nhất và nhỏ nhất của lò xo là 10/3. Lấy pi bình phương bằng 10 và g bằng 10 m/s bình phương, tính chiều dài tự nhiên của lò xo. A 15 cm, B 14 cm, C 16 cm và D 12 cm. Xin mời thầy giải đáp cho các bạn ạ. Con lắc lò xo treo thẳng đứng trong quá trình dao động, chiều dài cực đại của con lắc đạt được 34 cm và chiều dài nhỏ nhất của con lắc 20 cm. Và cho biết tỷ số với lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu là 10/3. Hỏi chiều dài tự nhiên của lò xo. Bài toán này, con lắc lò xo treo thẳng đứng, cho biết chiều dài cực đại và cho biết chiều dài nhỏ nhất. Từ chiều dài cực đại và từ chiều dài nhỏ nhất, mấy em sẽ tìm ra được biên độ A bởi công thức
A bằng chiều dài cực đại trừ cho chiều dài cực tiểu trên 2. Và các em sẽ dễ dàng có được phép tính 34 trừ 20 chia 2 là 7 cm. Thì giả sử ở trên biên trừ A và phía dưới của lò xo biên cộng A. Vì có lực đàn hồi min, cho nên thầy khẳng định rằng con lắc lò xo trong trường hợp trên của bài toán, trong quá trình dao động, lò xo luôn luôn giãn. Bởi vì nếu lò xo không giãn thì sẽ có lúc lò xo trở về vị trí bằng chiều dài L0. Bằng chiều dài L0 có nghĩa là lúc bấy giờ lực đàn hồi bằng 0 thì lực đàn hồi min bằng 0 không thỏa mãn. Vì vậy, đề đã cho cái tỷ giữa lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi min. Có nghĩa rằng ta ngay gián tiếp hiểu rằng lò xo trong quá trình dao động luôn luôn giãn. Tức là delta L0 luôn lớn hơn A. Độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng luôn lớn hơn biên độ dao động. Trong trường hợp này chính là 7 cm. Và công thức của lực đàn hồi cực đại được tính bởi công thức K delta L0 cộng A và lực đàn hồi cực tiểu K delta L0 trừ A. Từ cái phương trình trên, các em tìm ra được độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng. Thì giải nhẩm ra là như vậy là chúng ta sẽ có là 7 delta L0 bằng 10, 7A bằng 13 delta L0. A của thầy là 7 nè, như vậy là 49 phần 13. Độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng 49 phần 13 cm. Có được delta L0 rồi. Có được chiều dài cực đại, có được chiều dài min rồi. Bây giờ ta đi tìm cái chiều dài tự nhiên. Chiều dài tự nhiên là cái chiều dài mà là của lò xo khi chưa móc vật. Khi chưa móc vật. Vậy thì nó sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng cái L min. Từ đây tới đây em nhìn vào hình ảnh để em dễ thấy. Đây là delta L0. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy cái L0 này sẽ bằng cái chiều dài của lò xo ở vị trí cân bằng. Hoặc là bằng cái bằng chiều dài cực đại. Bằng chiều dài cực đại mà trừ cho A và trừ tiếp cho delta L0. Vậy chúng ta có chiều dài tự nhiên của lò xo sẽ bằng chiều dài cực đại của lò xo trừ đi cho độ giãn cộng với biên độ dao động. Chiều dài cực đại của chúng ta là 34, độ giãn lò xo là 49 phần 13, biên độ A của chúng ta là 7. Đấy, mấy em thực hiện phép tính này chúng ta sẽ có được chiều dài tự nhiên của lò xo. Ở cái đề này cho hơi lẻ. Từ cái phương trình này, tỷ giữa lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu là 10 phần 3. Trong đó công thức lực đàn hồi cực đại K delta L0 cộng A, công thức lực đàn hồi cực tiểu K delta L0 trừ A. Sau khi ước lực A, K chúng ta sẽ có được cái phương trình. Trong đó delta L0 là biến tính theo biên độ A. Ta giải ra được delta L0. Còn biên A chúng ta dựa vào dữ kiện chiều dài cực đại đã biết, chiều dài cực tiểu của lò xo cũng đã biết, thì biên A sẽ bằng hiệu giữa cực đại cực tiểu trên 2. Ta lấy chiều dài cực đại, ta trừ cho chiều dài cực tiểu, ta chia 2, thì ta sẽ ra được biên độ A. Có được biên A rồi, có được chiều dài cực đại hoặc cực tiểu, mấy em sẽ suy ra được cái công thức tính chiều dài tự nhiên bằng chiều dài cực đại
trừ cho hiệu của độ giãn lò xo với biên độ. Đây, đây là một bài tập tương đối với học sinh phổ thông. Các em phải nắm được những cái công thức tính biên độ theo chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động, cũng như nắm được công thức tính lực đàn hồi cực đại và công thức tính lực đàn hồi cực tiểu. Thầy, em có câu hỏi những gì thầy giải đáp, đó là cho ngoặc RC nối tiếp với R thay đổi được và phương trình U có biểu thức là U bằng U0 cos alpha omega t. Khi cho R đến giá trị lần lượt đến giá trị R1 và R2 thì công suất không thay đổi và đều nhỏ hơn công suất cực đại. Hỏi R1, R2 được liên hệ với biểu thức nào? Còn em cảm ơn thầy. Một đoạn mạch gồm có 3 phần tử điện trở, cuộn dây thuần cảm và tụ điện C mắc nối tiếp. Trong đó điện trở thay đổi được. Biểu thức tổng quát điện áp cả mạch có dạng U0 cos omega t. Khi R có giá trị bằng R1 hoặc R có giá trị bằng R2 thì chúng đều có chung một công suất. Và đồng thời giá trị công suất này nhỏ hơn giá trị công suất cực đại. Hỏi mối quan hệ giữa hai đại lượng R1, R2. Đây là một bài toán biến thiên trong toán điện. Trong trường hợp này, phần tử R thay đổi. Từ cái dữ kiện công suất bằng nhau, mà công suất thì bằng R y bình. Thầy có y của chúng ta lại bằng u bình trên z bình. Và tương tự B2 đó. Từ dữ kiện công suất trong trường hợp điện trở bằng R1 hay khi điện trở bằng R2, công suất 1 bằng công suất 2 thì được đẳng thức này. Từ đẳng thức này thì tìm mối quan hệ. Các em nhân lên. Đấy. Sau đó thì chuyển vế qua thì đọc làm nhân tiểu chung. Đấy. Rõ ràng đến đó rồi chúng ta dễ dàng thấy được là tích của R1, R2 bằng hiệu của dung kháng và cảm kháng bình phương, bằng hiệu của cảm kháng và dung kháng bình phương. Lúc này mạch chưa cộng hưởng, có nghĩa là công suất trong trường hợp này nhỏ hơn công suất cực đại. Đây là mối quan hệ giữa R1 và R2 bằng ZL trừ ZC bình phương. Mà em chú ý khi mà mạch cộng hưởng công suất cực đại, công suất cực đại thì tổng trở chúng ta bấy giờ bằng chính điện trở. Lúc đó là khi R thay đổi thì chúng ta có cái này. B max trong trường hợp hôm trước là chúng ta sẽ có cái R bằng trì tuyệt đối với ZL trừ ZC. Có nghĩa rằng khi bây giờ R1 bằng R2 chính bằng R. Từ câu hỏi của các em vừa rồi, thầy đưa ra phát triển lên vấn đề mối quan hệ. Nếu đề cho giá trị R1, nếu đề cho giá trị R2 cụ thể là bao nhiêu, hỏi biến trở R đạt giá trị bao nhiêu để mạch đạt công suất cực đại, thì khi đó biến trở R sẽ đạt giá trị này, sẽ bằng căn bậc 2 của tích R1, R2. Sẽ bằng căn bậc 2 của tích R1, R2. Đây là trường hợp khi đó công suất cực đại. Các em coi cái dạng này và nhớ
những cái trường hợp này như một công thức. Từ các bài tập này, ta giải xong, ta rút kết quả lại, và ta xem cái kết quả đó như một công thức. Bởi vì cái thời lượng một câu trắc nghiệm chưa tới 2 phút, mấy em sẽ không đủ để trình bày một bài tự luận như thế này. Mà các em hãy nhớ được cái mối quan hệ giữa hai giá trị của điện trở, trong trường hợp chúng cùng một công suất, sẽ được tính theo cảm kháng và dung kháng như thế nào. Và so sánh với trường hợp khi biến trở R đạt giá trị để công suất mạch cực đại, thì khi đó em hãy nhớ, khi đó hai giá trị R1, R2 tại đó công suất bằng nhau, tích của chúng sẽ bằng bình phương giá trị của điện trở mà tại đó công suất cực đại. Đó là điều thầy lưu ý ở cái bài tập điện này. Phần tốn điện cũng là một bài tập khó, phần rất khó trong chương trình ôn thi đại học, trong chương trình lực vật lý. Phần điện và phần cơ thì điện rất nhiều bài khó, và cái số lượng câu hỏi điện trong đề thi chiếm cũng rất nhiều. Thầy, em có một câu hỏi là về sự giao thoa của sóng có lambda là 6 cm mà có khoảng cách là F1 và F2 bằng 15 cm và dao động cùng phương. Em muốn hỏi là số giao điểm cực đại là bao nhiêu? Em xin hát. Thầy rút cái ý của câu hỏi với em. Đây là câu hỏi về giao thoa sóng cơ trên mặt nước. Hai nguồn F1, F2 là hai nguồn dao động cùng phương. Bước sóng truyền đi là 6 cm. Hỏi có bao nhiêu điểm cực đại quan sát được trên F1, F2. Thì trong trường hợp hai nguồn sóng dao động cùng phương, thì em nhớ cái công thức mà thầy tóm tắt ở phần phương pháp. Hiệu đường đi đến điểm dao động cực đại, từ đó tới hai nguồn phải bằng một số nguyên lần bước sóng. Và để tìm số điểm dao động cực đại giữa F1, F2, ta phải giải bất đẳng thức. Đấy. Từ bất đẳng thức trên, mấy em sẽ rút ra được cái trị của K. Với K được Z, suy ra được cái tỷ số của K. K có bao nhiêu giá trị thì có bấy nhiêu vân dao động, bấy nhiêu điểm dao động cực đại. Với biên độ cực đại. Tóm lại thầy nói trả lời cái câu hỏi của em như sau. Trong trường hợp giao thoa sóng cơ hai nguồn sóng kết hợp và cùng pha, để tìm số điểm cực đại giữa hai điểm F1, F2 thì trước tiên chúng ta tính bước sóng. Nếu đề đã cho bước sóng rồi thì mấy em dạy cái bất đẳng thức F1, F2 lớn hơn bằng K lambda lớn hơn bằng trừ F1, F2. Từ bất đẳng thức trên ta sẽ suy ra được cái miền giá trị của K. Vì K thuộc Z, từ miền giá trị đó ta sẽ biết được có bao nhiêu trị số của K. Mà có bao nhiêu trị của K thì có bấy nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại. Từ bài học này, thầy muốn ôn lại mấy em về cái phần này. Trong trường hợp F1, F2 bằng ngược pha thì số điểm dao động cực đại lại được tính bởi công thức K cộng 1/2 lambda, hay còn gọi là một số bán nguyên lần bước sóng. Giả sử xét giữa F1, F2 thì ta lại giải bất đẳng thức F1, F2 lớn hơn hoặc bằng K cộng 1/2 lambda và lớn hơn hoặc bằng trừ F1, F2 tổng quát giữa hai điểm MN bất kỳ trong miền giao thoa. Đây là trong trường hợp hai nguồn cùng pha thì số điểm cực đại được tính bởi công thức K lambda. Nếu hai nguồn ngược pha thì số điểm cực đại là tính bởi công thức K cộng 1/2 lambda. Còn trong trường hợp trên, ở hai nguồn kết hợp cùng pha, mà nếu đề toán mỗi số điểm dao động cực tiểu giữa F1, F2, thì ta lại sử dụng công thức K cộng 1/2 lambda, nhỏ hơn bằng F1, F2, lớn hơn bằng trừ F1, F2. Đó là những phần chú ý của bài toán giao thoa sóng cơ mà mấy em rút lại.
và cái phương pháp đi tìm số điểm cực đại, số điểm cực tiểu. Đọc cái đề lên, nên chú ý hai nguồn kết hợp S1, S2 chúng ta cùng pha hay ngược pha, hay hợp nhau một góc pha nào đó. Đó là trường hợp bài toán khó nữa. Vuông pha hay hợp nhau bất kỳ nào đó, bi trên 3, bi trên 6, vân vân. Thì lúc đó chúng ta lại có một cái phương pháp khác. Để hôm sau thầy sẽ trình bày cho cái phương pháp. Bữa nay thầy chỉ rút lại mấy em hai vấn đề. Cái công thức xác định số điểm cực đại trong trường hợp hai nguồn cùng pha, hai, công thức xác định số điểm cực đại trong trường hợp hai nguồn ngược pha, và mối quan hệ qua lại trong trường hợp cực tiểu. Ngược pha dùng cho cùng pha, và ngược lại trong trường hợp cùng pha lại dùng cho ngược pha. Cái cực đại bên cùng pha lại là cực tiểu bên ngược pha, và ngược lại, để chúng ta có cái tương quan dễ nhớ. Qua cái buổi họp hôm nay, từ phần thầy trao đổi các em về phần sóng cơ, phần giao thoa, phần sóng dừng, một vài bài tập trắc nghiệm của những năm đại học gần đây, cũng như câu hỏi của các em gửi về thầy về phần con lắc lò xo, dao động điều hòa, lực đàn hồi, hay một vài bài toán điện, thì từ mỗi phần các em phải có một cái phương pháp học. Lý chúng ta tất cả nó 10 chương, kiến thức trải đều và công thức rất nhiều. Các em phải có một cái phương pháp học phù hợp ở mỗi một chương. Ta chia ra và mấy em biết cách học của từng chương, rút lại các cái công thức. Dĩ nhiên đã thuộc công thức mấy em phải hiểu được bản chất vấn đề. Mà để hiểu được vấn đề thì mấy em phải chịu khó học lý thuyết và làm những bài tập cơ bản. Từ đó chúng ta mới đủ kiến thức làm những bài tập nâng cao. Thì mong buổi học hôm nay các em sẽ thu lượm được những kết quả khả quan cho riêng bản thân mình. Thì mong các em có nhiều câu hỏi hơn nữa gửi về cho đài. Các thầy mong muốn giải đáp phần nào giải tỏa và giúp các em trong kỳ thi đại học sắp đến. Thân ái chào các em.